Chiều nay, Bộ Xây dựng tổ chức họp báo thường kỳ quý 3. Một thông tin đáng chú ý là Bộ Xây dựng vừa ban hành quy chuẩn số 01 năm 2023, điều chỉnh quy chuẩn số 06 năm 2022 về an toàn phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình cách đây mấy ngày. Khó khăn, vướng mắc. Theo quy chuẩn mới, có 6 nội dung từ kiến nghị của các hiệp hội doanh nghiệp đã được sửa đổi, rà soát bổ sung, như quy định sơn chống cháy, yêu cầu giới hạn chịu lửa của bộ phận lợp mái, yêu cầu đối với đặc tính kỹ thuật cháy của vật liệu hoàn thiện, việc cải tạo, sửa chữa khi nào phải áp dụng quy chuẩn, yêu cầu của một số quy chuẩn tiêu chuẩn quá cao. Bộ Xây dựng cho biết quy chuẩn mới sẽ không gây khó khăn trong chuyển đổi. Mỗi lần sửa quy chuẩn thì đều có cái điều khoản chuyển tiếp. Cái này là để giữ cho cái việc là thực hiện của các doanh nghiệp được đảm bảo tính ổn định, tức là cái việc mà đã thiết kế an toàn cháy theo cái quy chuẩn phiên bản nào thì cứ áp dụng theo phiên bản đó, nhưng cái phiên bản mới khi mà ban hành thì ít nhất là 45 ngày sau thì mới có hiệu lực, thì khi đó các cái công trình dự án được thiết kế mới khi được gửi các cơ quan chuyên môn về phòng cháy chữa cháy thẩm định thẩm duyệt góp ý thì mới phải theo cái mới. Thế vậy mà không có cái câu chuyện mà nó tạo ra gây sốc rồi là thay đổi liên tiếp để gây khó khăn cả. Thì trên cơ sở phân tích theo quy chuẩn sửa đổi lần này, nhà kết hợp kinh doanh, nhà chuyển đổi mục đích khác với chiều cao dưới 7 tầng, dưới 25m đưa ra tiêu chuẩn thiết kế nhà riêng lẻ. Ngoài ra, bổ sung các quy định về mặt pháp lý, kỹ thuật và các tiêu chí đánh giá để việc thiết kế an toàn cháy gắn với các điều kiện cụ thể của các công trình. Hiện nay, việc xử phạt vi phạm giao thông thông qua cổng dịch vụ công đã được ngành công an triển khai với mức độ cao nhất là mức độ 4. Điều này đã giúp cho người dân tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức trong việc đi nộp phạt. Tuy nhiên, vẫn còn không ít người chưa sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ, nên việc triển khai các dịch vụ công cần phải tiếp tục cải thiện theo hướng người dùng có thể tiếp cận dễ dàng nhất. Sau khi mình đã nhận số quyết định, mình có thể đối chiếu lại xem đúng số quyết định của mình chưa. Lỗi vi phạm của mình và ngày ra quyết định trùng khớp, mình xác nhận được cái thông tin này đúng cái quyết định xử phạt của mình có thể chọn các cái bước thanh toán. Là một tài xế chạy xe dịch vụ, việc mắc lỗi vi phạm giao thông là điều không tránh khỏi với anh Tùng. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên anh nộp phạt vi phạm giao thông qua cổng dịch vụ công. Dù không phải là người dành công nghệ, nhưng nhờ sự hướng dẫn của cán bộ, anh đã hoàn thành trách nhiệm công dân của mình một cách nhanh chóng. Của mình thì mình chạy xe dịch vụ mà, nên là mình lỗi dừng đỗ, đó trả khách. Mình lần đầu tiên mình đi nộp phạt như này mà sử dụng dịch vụ công thì mình cũng thấy thuận tiện. Tiện hơn nhiều tại vì thế này mình chỉ đến là mình có 3G là mình có thể mình vào mình sử dụng mình nộp phạt được luôn. Còn với ông Cường, sử dụng dịch vụ công trực tuyến để nộp phạt vi phạm giao thông hiện nay vẫn chưa thực sự thuận tiện, khi phải mất thời gian tìm hiểu cách thức sử dụng. Thực tế cái dịch vụ công này thì nó cũng tiện đấy, nhưng mà để mà phù hợp thì cũng hơi hơi khó, bởi vì trên cái phần mềm người ta viết nó vẫn chưa chi tiết lắm. Những cái người mà người ta không sử dụng quen về mạng ấy, thì người ta làm nó cũng hơi khó chứ không phải là dễ. Để khuyến khích người dân tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thời gian qua, Cục Cảnh sát Giao thông và Phòng Cảnh sát Giao thông tại các địa phương đã có nhiều biện pháp nhằm tuyên truyền hướng dẫn và hỗ trợ người dân tại các trụ sở cơ quan cũng như tại các điểm xử lý vi phạm hành chính. Cũng là lao động tự do thì người ta chưa có hoặc không có cái tài khoản để mà thực hiện qua cái dịch vụ công. Thứ hai nữa là một số người dân là chưa hoặc sử dụng điện thoại smartphone thì mình sẽ không có làm được thao tác được để nộp phạt. Bên cạnh đó thì còn một số ngân hàng cũng chưa thể liên kết lại được. Bên cạnh đó cái đấy thì chúng tôi sẽ có những cái biện pháp khắc phục dần dần để làm sao đó làm tất cả mọi người dân đều có thể thực hiện qua dịch vụ công. Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông, trong 6 tháng, từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023, số biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông được ghi nhận là gần 1,43 triệu. Trong đó, số quyết định đã thanh toán qua cổng dịch vụ công là hơn 616.000. Kết quả này chính là tiền đề để ngành công an tiếp tục cải thiện các dịch vụ công, góp phần chung vào mục tiêu thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử trong giai đoạn tới.